thiếu canxi có thể gây ra tình trạng chuột rút, nhức mỏi chân tay, chiều cao hạn chế, còi xương, giòn xương, xốp xương. PM Nesgercan bổ sung canxi và phosphor ở dạng hydroxy apatit với dạng vi tinh thể cùng vitamin D3, vitamin K1, giúp bổ sung trong các trường hợp thiếu canxi như phụ nữ có thai và sau sinh, trẻ em thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ tiền mãn kinh, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nesgercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. PM Nesgercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.